Vô mánh, vô mánh. Vô mánh lắm. Cái lỗ này được 5 con. 5 con này nấu được một nồi cháo hai người ăn này. Ôi, con này bự xuống ha. Bạn ơi, dính được một con bự. Rồi, bây giờ đem lại thu hoạch được một con. Trời ơi. Xịt nước ra nè các bạn ơi. Ốc này là ốc chưa có khủng, bự bự thôi. Dưới đây coi bắt ốc dồi dồi, nhưng mà tôi không có biết làm, tôi chỉ đi theo coi anh này ánh mắt thôi. Bây giờ mình coi bắt coi dễ không ha các bạn. Anh lại lấy cái ống kính anh quay hơn quay cái này. Gotta lift it up though. Rửa ha.
cái con ốc này nè, mình về á mình nấu cháo ăn không thôi, mình cắt ra mình thái mỏng ra các bạn, mình ăn với wasabi bù tạc á, phải không anh? Đúng rồi. Rất là ngon các bạn. Mấy cái anh mà nhâm nhi 1-2 ly, 1-2 chai rồi á, thì mình hay cắt cái con này nè, mà cắt ở trên cái đầu này nè, sắc mỏng ra, rồi cái mình nhậu đó. Bây giờ rút cái này ra rồi nè các bạn, nè, đi kiếm một cái nơi khác để đào bắt cái con ốc dừa dôi này các bạn ơi. Đây là một cái lỗ ở đây nè, có con ốc ở đây nè, rồi bây giờ mình ghim ngay chỗ này, mình làm dấu các bạn. Một lát nữa mình sẽ lấy cái thùng đó mình cắm xuống sâu, rồi mình bắt đào ốc bắt lên các bạn ơi. Cái này mà anh kêu em mua license mà em bắt, trời ơi, ôi không qua em nói ổng là thôi, không có biết bắt cái gì đâu mà bắt, coi thôi chứ bắt cái gì. Kêu bắt là chịu thua. Nhà nghề bắt tuần sau á, trong cái thời gian mà mình kiếm một cái nơi mình cắm cái con này đó các bạn, thì bây giờ mình lấy cái thùng đó mình đặt xuống, xong rồi mình phải lấy cái ca này mình múc cát ra các bạn ơi. Cái này á là phải biết cắt để làm, chứ nhiều khi mình không biết cắt mình không đào ra được các bạn. Đó, cái thùng này là cái thùng không nè, cái thùng này giống như Phượng nhớ hồi xưa ở bên Việt Nam mà mình dít đất á, đào đất ở dưới sông á, mình múc mình đem lên á các bạn, y chang cái thùng này luôn á, mà cái thùng này bự và dài hơn. Bị bể rồi, đào lấy cái đồ sắn á, mình móc sâu quá cái nó bị bể các bạn. Thôi cái thùng đựng thôi, bây giờ mình đem lại nè, cái thùng mình để. Lần đầu tiên mình đi bắt ốc dừa dôi. Các bạn ơi, hôm nay chia sẻ đi bắt ốc dừa dôi vui quá. Thùng này xuống. Đó, bây giờ là nhấn cái thùng xuống nè các bạn ơi. Nhấn cái thùng xuống. Để cho cái con ốc này á nó đào cái hang ở dưới, nó thụt xuống sâu lắm các bạn. Mà nếu mà cái tay mình á mà mình sọt xuống á thì không có đủ cái tầm, cho nên phải cần cái thùng này để múc ra. Con nào cũng được hay là đâu cần sai gì đâu, không phải không ạ? Ở đây không cần sai hả? Mỗi người được 10 con. Người được 10 con. Mỗi người được 10 con mà trong này đi một đám vậy rồi có được không? Hay là ai mua lại thịt thì được 10 con? À, lại thịt mới được 10 con. Okay. Coi nó có xuống không? Không thấy xuống ha. Dạ. Không phải. Dài xuống. Dạ. Nè nè đâu anh cái này hình giống á, anh coi có phải không? Không, nếu phải. Đây nè, nó nước sao thấy nước nó tràn ra nè. Nó sụt lên á. Thường nó sụt lên á.
bạn ơi, mình phải thọt cái tay vô trong cái hang này nè, mình thử rồi coi coi có cái con này ở trong đây không. Nhưng mà Phượng không phải là một cái người đi bắt cái con này cho nên chưa có gành, nhờ anh chỉ. Và ở trong mấy cái này nè, bươi ra mình kiếm rồi có cái hang, cái lỗ ở trong đây không nè. Nhổ mấy cái gông biển này về nấu chè thổ phai á các bạn, nấu chè đậu xanh thổ phai mà mọc đây quá trời luôn rồi nè các bạn ơi. Không biết cái này nấu chè được không ha. Cái này nấu chè ăn được không anh ha? Cái đồ ơi, đâu có được, hơi giảm anh đâu. Nè, cái này gông thôi mà. À, rong biển đó. Ờ. Không, mình đem về mình nấu thử thôi. Con nữa như chỗ này nè, và cái con này nè các bạn, khi cái anh này anh xôm xuống á thì anh sẽ xôm ngay trúng ngay cái mình của cái con ốc này, cho nên bị bể ngay chỗ này nè các bạn. Có nhiều khi cái hang nó ngay chỗ này mà mình chẩn đoán á, cái con ốc ở dưới nó vùi đi ngay chỗ cái cạnh của cái thùng, cho nên đó giống như các bạn thấy nè, đạp xuống vậy. Nhiều khi đạp ngay cái mình á thì cái con ốc sẽ bị bể ra, như giống như cái con ốc này nè các bạn. Rồi bây giờ mình đạo cát ra. Nhiều khi cái hang mà mình khục xuống, mình cứ nghĩ là ngay chỗ đó, nhưng mà thật sự ra nó còn xê dịch chút xíu nữa, nó không có đúng ngay chỗ mà mình đón, cho nên đạp xuống là sẽ bị bể. Đây là một cái bơm nước nè các bạn ơi. Cái này nè, khi mà mình kiếm một cái lỗ á, mà mình thấy có cái con ốc á, thì mình sẽ bơm, mình hút ra, mình khỏi mất công đào, giống như mình chặn xuống đó đó các bạn. Mình khỏi lấy cái ca mình múc từ ca cát ra. Cái này là bơm cát ra luôn. Đây, cái anh này ảnh bắt được một con nè các bạn. Đó. Bắt được một con cũng mừng lắm các bạn ơi. Cái con này ở ngoài chợ á, bắn mắt dữ lắm đó nha. Mà một nồi cháo mình chỉ cần nấu chừng 3 con là ngọt rồi các bạn. Không có cần phải nấu nhiều lắm. Thường thường ở nhà Phượng mua một con mà đều con bự hơn. Con phải bự bằng gấp 2, gấp 3 con này. Mà nếu cỡ con này phải 3 con. Đó, bây giờ rút cái thùng nó lên kìa các bạn. Đây đó là các bạn. Cái chú này nè, chú nói gắt cái thùng này xuống nè các bạn. Anh này thì anh thục cái ống nước đó, anh đào xuống, anh không cần lấy cái thùng đó. Bạn ơi, đi đào ống dù vôi này cũng vui lắm các bạn ơi. Nếu mà ở Việt Nam mà nếu mà mình có thì mình đi đào, nhưng mà biển ở Việt Nam mình nếu Phượng không biết ở chỗ nào có nữa. Đặc biệt là ở miền Tây là không có rồi, tại miền Tây là toàn là sông nước không à. Ống dừa voi này thích ở ngoài biển, ở nước mặn. Còn nữa hay gì anh? Cái hang này được mấy con hả anh? À, có khi hơn thì được 2-3 con. Ồ, các bạn ơi, anh nói là mình bắt cái này cũng phải đi theo con nước nữa. Tại nhiều khi mình để buổi trưa mình đi thì trời không có lạnh, trời nắng lên không có lạnh, nhưng mà cái nước biển buổi trưa dâng lên thì mình xuống đây mình bắt rất là khó các bạn, bắt không có được. Cho nên bây giờ biển cạn xuống rồi nè, thì mình lấy cái thùng này mình thục xuống dưới đó đó, mình mò mình bắt. Mà có khi anh nói hên, nó gặp cái hang, có nhiều hang thì được 2-3 con, còn có nhiều hang thì mình gặp được một con thôi. Mà
ở đây mấy con ốc này nó còn nhỏ nhỏ gì, chắc nấu nó ngọt, nó ngon hơn là ốc bự phải không mẹ? Hay là ốc bự ngon hơn? Ốc bự nhiều thịt hơn nhưng mà ốc nhỏ nó ngọt. Ốc nhỏ ngọt hơn phải không? Con này vui không các bạn? Đây nè, tự nhiên ngay đây có cái vòi phun ra ha. Cái này ốc nhỏ này, này cỡ cái con nghêu bự á. Này chắc ở đây á tập nhiều quá rồi, chỉ còn con nhỏ vậy thôi. Chứ nếu mà có mấy cái chỗ mà ngoài chợ bán á, Phượng thấy bán con bự lắm mà Phượng nghĩ cái chỗ đó chắc người ta nuôi quá. Còn ở đây là tự nhiên các bạn ơi. Kìa các bạn xây qua bên đây nè. Các bạn nhìn ra quá trời người bây giờ, nhiều người ta đi bắt nhiều lắm các bạn. Một cứ nghĩ là cái công việc này của người đàn ông đi bắt, nhưng mà cũng có nhiều chị em phụ nữ cũng ra đào bắt nữa các bạn. Ở ngoài này, ngoài việc đi bắt mấy con ốc dừa dôi á, thì ở bên hông có một cái chỗ mà để cho thả cho mấy cái chiếc tàu đi xuống á. Hồi nãy Phượng quay lúc mà Phượng sắp đi tới á các bạn. Đó, đây là một cái bãi tàu để thả mấy cái chiếc tàu đi xuống để cho mấy cái anh này đi ra ngoài biển, ra ngoài đi, ở ngoài xa đi câu cá đó các bạn. Rồi cái câu cá xong rồi cái là buổi chiều cái là mình kéo cái tàu lên trên cái dốc này nè, xong rồi cái mà mình lái cái tàu chạy về nhà. Bình thường á bên Mỹ thì có nhiều người nhà mà nếu mà rộng rộng có cái sân đậu á, người ta hay mua một cái chiếc tàu vậy nè các bạn, để cuối tuần mình dắt gia đình mình đi câu cá chơi, đi chạy dài, hưởng cái khí hậu trong lành ngoài biển là các bạn thoáng mát để giải trí. Chứ nhiều khi mình đi làm nguyên tuần cũng mệt mỏi lắm các bạn, để mình có một cái chiếc tàu về mình thư giãn cũng rất là tốt các bạn ơi. Đó. Chiều nay là có cháu cháu ăn rồi không? Có hả? Không xuống sao biết có à? Mình để xuống một cái lỗ hay lớn chút xíu. Nó rộng quá trong nha. Dạ, đúng rồi, nó rộng ở dưới đó. Oh yeah, nãy em có thục mấy cái lỗ kia nó rộng rộng. Đúng rồi, và nó chặt là không có. Chặt không có mà lỗ rộng mới có hả? Dạ. Yeah. Nó để nó coi coi nè. Đó, lên rồi kìa các bạn ơi, dính rồi nè. Dính rồi mà con này hơi nhỏ. À, yeah. Đây nè, đây là dính rồi một con nè. Chiều nay là mình về mình có một cái nồi cháo ốc dừa dôi. Cháo này ăn ngon lắm nha các bạn. Một lỗ hai con không à? Một lỗ là hai con. Một lỗ hai con hả? Hai con nữa này. Trời ơi, cái con này là mới luôn. Đi bắt cái này vui quá các bạn ơi. Mà ai đào rồi cái mình cầm ké thôi. Chứ mình không biết bắt. Còn nữa hay gì anh? Cái hang này được mấy con hả anh? À, có khi hơn thì được 2-3 con. Ồ. Các bạn ơi, ảnh nói là mình bắt cái này cũng phải đi theo con nước nữa. Tại nhiều khi mình để buổi trưa mình đi thì trời không có lạnh, trời nắng lên không có lạnh, nhưng mà cái nước biển buổi trưa dâng lên thì mình xuống đây mình bắt rất là khó các bạn, bắt không có được. Cho nên bây giờ biển cạn xuống rồi nè, thì mình lấy cái thùng này mình thục xuống dưới đó đó, mình mò mình bắt. Mà có khi anh nói hên nó gặp cái hang, có nhiều hang thì được 2-3 con, còn mà có nhiều hang thì mình gặp được 1 con thôi. Mà ở đây mấy con ốc này nó còn nhỏ nhỏ gì, chắc nấu nó ngọt, nó ngon hơn là ốc bự phải không mẹ? Hay là ốc bự ngon hơn? Ốc bự nhiều thịt hơn nhưng mà ốc nhỏ nó ngọt. Ốc nhỏ ngọt hơn phải không? Con này vui không các bạn? Đây nè, tự nhiên ngay đây có cái vòi phun ra ha. Cái này ốc nhỏ này, này cỡ cái con nghêu bự á.
này chắc ở đây á người ta bắt nhiều quá rồi, chỉ còn con nhỏ vậy thôi. Chứ nếu mà có mấy cái chỗ mà ngoài chợ bán á, Phượng thấy bán con bự lắm mà Phượng nghĩ cái chỗ đó chắc người ta nuôi quá. Còn ở đây là tự nhiên các bạn ơi. Kìa các bạn xây qua bên đây nè. Các bạn nhìn coi quá trời người bây giờ, nhiều người người ta đi bắt lưu lắm các bạn. Cũng cứ nghĩ là cái công việc này của người đàn ông đi bắt, nhưng mà cũng có nhiều chị em phụ nữ cũng ra đào bắt nữa các bạn. Mà bốc là mình học ngày rồi mình về mình sắm một cái giá. Mới ngày đi xuống dưới đây Phượng đạo bắt Phượng quay cho tất cả các bạn xem ha. Khủng bự bự thôi. Rồi bây giờ mình đi lại mình đào bắt con khác nữa ha các bạn ha. Bây giờ không còn miếng máu nữa, tái mét luôn, phải lấy khẩu trang phun bịch rồi, lạnh quá trời rồi. Lỗ này 5 con kìa. Oh yes, đi gặp quán một. Ôi vô mánh lắm. Cái lỗ này được 5 con này nấu được một nồi cháo hai người ăn. Rồi bây giờ Phượng đem đi cắt chút xíu nữa Phượng quay cái khác nữa cho các bạn xem ha. Ôi, bạn ơi, đây nè, mình bắt thu hoạch được một con. Cái con này á, mới kéo nó lên là nó chưa có gút cái mình nó lên luôn á các bạn. Và ở dưới cái lòng đất ở đây á, có mấy cái con tôm tích nè, tôm đỏ này. Cái này anh này anh bắt để làm một lát làm mồi để đi câu cá luôn các bạn nè. Coi nè, đưa ra luôn. Cái này nước nhiều lắm mà chứa nước trong đây hay gì á đó. Đó nhìn
bớt này xịt nước ra, hồi nước không nè. Bây giờ mình đưa cho em trai này đem đi cắt. Các bạn ơi, đi bắt cái này á, có thể mình ngồi mình thọt cái tay nó xuống, mà có đôi khi cái con này nó quá sâu cho nên mình phải bò, mình nằm xuống luôn á các bạn. Đó, nằm giống như mấy cái anh ở xa vậy đó các bạn, nằm xuống để bắt luôn á. Bắt mấy cái con này cũng có dễ bắt đâu, nhiều khi mình bắt được các bạn ơi, mà nó ở cái độ sâu rất là sâu cho nên bắt cũng khó lắm, phải bò xuống rồi phải nằm rồi phải khum cái đầu xuống đó, giống như mấy ảnh vậy đó các bạn, không có dễ bắt. Cho nên chuyến sau cũng đi và cũng phải bận mấy bộ đồ cho dày dày và bận mấy cái bộ đồ mà chuyên bắt mấy cái này mới chịu nổi chứ. Chứ mà đây là những con rồi chứ bận đồ mỏng á hả, là mình lạnh lắm, giống như Phượng bây giờ là cái môi Phượng tái mét luôn rồi đó nè. Cái con này sao trắng tươi à, còn trẻ thịt thà còn trắng các bạn. Đây nè, đặc biệt có cái giòi này rất là dễ thương, mềm mềm dai dai. Con này còn non các bạn ơi. Mấy con tôm này để chúng làm mồi để câu cá nè các bạn, và mỗi người bắt được 10 con. Anh đi với hai đứa con bắt được 30 con các bạn ơi. Bắt được bao nhiêu đây nè, là đi về thôi chứ không có ở đây, không có cho bắt nhiều các bạn đó, tại vì nếu mà mình bắt nhiều á thì người ta phạt mình á, chỉ một người bắt được 10 con thôi. Bao nhiêu đây là anh đem về nhà là anh nấu cháo đồ ăn là đủ rồi đó các bạn. Các bạn ơi, ở đằng xa đó là một cái anh kiểm ở trong cái khu vực này nè, mình đi lên đó là mình bắt được bao nhiêu con, là anh tới anh kiểm tra cái license của mình đó, cái coi mình có mua cái giấy phép để mình xuống mình bắt cái con ốc về vô hay không. Nếu mà mình không có mua giấy phép đó, mà mình xuống mình bắt đó là sẽ bị phạt đó các bạn. Và cái anh đó là cảnh sát không anh? Đúng rồi, cảnh sát để kiểm tra đó các bạn. Cho nên trước khi mà mình xuống mình bắt cái con ốc này là mình phải có cái giấy phép để mình kiểm tra, để mình xuống mình bắt, chứ không đó là mình sẽ bị phạt đó các bạn ơi. Và cái anh bạn của Phượng đó là anh đồ xong rồi anh tới chạy tới anh rước đó các bạn, chở con anh đi về đó các bạn. Bởi vì ở bên đây cái luật lệ rất là căng, cho nên mình đi muốn đi bắt đó là mình phải mua cái giấy phép, và cho được một người 10 con là mình chỉ bắt được một người 10 con, ba người, ba cha con, hai cha con đi, ba cha con đi là phải 30 con là 30 con thôi, chứ không có được bắt nhiều nha các bạn. Nếu mà bắt nhiều là sẽ bị phạt và có thể ra tòa luôn đó các bạn. Lực bên đây rất là căng. Thôi bây giờ Phượng sẽ bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha. Lộn, Phượng đi bắt mấy con ốc dồi dồi xong rồi các bạn ơi. Và tới đây thì Phượng quay cho các bạn xem, ở bên đây là một cái bến tàu của người dân ở đây nè các bạn. Nước bây giờ dựng xuống, đang chuẩn bị nước dâng lên các bạn ơi. Và đi xuống dưới này, trời lạnh quá trời, khí hậu cách ở trên chỗ Phượng ở khoảng có 1 tiếng lái xe, mà ở dưới đây tại vì khu vực ở gần biển cho nên gió thổi mạnh lắm, lạnh hơn ở dân Phượng nhiều lắm, cho nên là sáng đi không có bận áo lạnh nhiều, bận có cái áo vậy à. Hồi xuống như lạnh quá trời luôn á, giờ gung luôn nè. Thôi bây giờ nói cô không biết gì nhiều để nói, thôi Phượng tạm dừng cái video của Phượng ở đây, và Phượng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm đã xem và theo dõi cái video của Phượng đi bắt ốc dồi dồi về. Và mình hôm nay Phượng chia sẻ mấy bạn của Phượng bắt ốc như vậy đó các bạn ơi. Thôi Phượng bye bye các bạn nha, Phượng hẹn gặp lại các bạn.